Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đang đến với kênh YouTube Móc Home. Tại kênh YouTube này thì chúng tôi sẽ thường xuyên chia sẻ đăng tải về những công trình đẹp do đội ngũ của chúng tôi thiết kế, thi công. Bên cạnh đó sẽ là những video về hoạt động ký kết hợp đồng, động thổ khởi công hay là những chia sẻ của đội ngũ thanh tra và cả chuyên gia phong thủy về những vấn đề liên quan đến thiết kế và thi công xây dựng. Trong số nhà đẹp ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình anh Thưởng. Đây là một mẫu nhà vườn và công trình này thì sẽ có địa chỉ cụ thể tại Tuyên Quang. Về công ty Móc Home của chúng tôi thì hiện tại chúng tôi chuyên về thiết kế và thi công trọn gói, hoạt động trên phạm vi cả nước. Hệ sinh thái ngành xây dựng của Móc Home cũng rất là đa dạng, bởi vì bên cạnh việc thiết kế và thi công thì chúng tôi còn có nhận cải tạo nhà ở, cơ sở kinh doanh, hoàn thiện nội thất, có nghĩa là chúng tôi có thiết kế và thi công nội thất. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn cung cấp vật liệu xây dựng. Các sản phẩm thì sẽ bao gồm có sơn, chống thấm, thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng, cửa thông phòng, sàn gỗ, sàn hộp, thiết bị điện, mái ngói vì kèo, cũng như là rất nhiều đồ nội thất sử dụng cho không gian nội thất của chúng ta. Bất cứ khi nào quý vị có nhu cầu thiết kế hoặc là thi công thì có thể liên hệ đến Móc Home qua các số hotline. Để quý vị, các số hotline công ty chúng tôi thì sẽ gồm có 096-445-8888, 082-81-33-333, 092-40-99999. Về quy trình làm việc thì chúng tôi có trình bày rất là rõ ràng, cụ thể tại trang web mohomegroup.vn. Quý vị truy cập vào trang web, giao diện của trang web hiện lên như màn hình. Sau đó chúng ta sẽ chọn vòng một quy trình làm việc nè quý vị. Với những công trình do chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói thì cơ bản là quy trình sẽ diễn ra sau 5 bước như thế này. Đầu tiên sẽ là tư vấn cho quý khách hàng. Thứ hai là gặp trực tiếp để ký kết hợp đồng. Thứ ba, triển khai hợp đồng. Giai đoạn này thì sẽ kéo dài trong khoảng thời gian từ 35 cho đến 40 ngày. Bước 4, giám sát thi công. Và cuối cùng sẽ là bàn giao công trình. Chúng tôi cũng có hình ảnh khái quát như thế này để quý vị dễ dàng xem hơn. Chẳng hạn như là đối với công trình của gia đình anh Thưởng. Đây, hình ảnh thực tế nè quý vị, khi mà chúng tôi về tận nơi, tận Tuyên Quang gặp gỡ gia đình để trao đổi, đo đạc, nắm rõ những yêu cầu, mong muốn, sở thích, mức độ đầu tư của cả gia đình, cũng như là chúng tôi sẽ ghi lại thực tế về hình ảnh của khu đất. Từ đó thì sẽ đưa ra được những phương án thiết kế sao cho tối ưu nhất. Nếu quý vị muốn xem tham khảo những công trình đẹp thì quý vị cứ việc truy cập vào trang web mohomegroup.vn của chúng tôi hoặc là trang web thiết kế thi công trọn gói.com. Kênh YouTube thì chúng ta nhấn đăng ký cũng như là bật chuông thông báo kênh Móc Home, kênh Nhà Đẹp Móc Home. Còn quý vị sử dụng Facebook thì gõ tìm kiếm là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Móc Home. Với công trình của gia đình anh Thưởng thì như chúng tôi có chia sẻ từ đầu video, đây là một mẫu nhà vườn, cụ thể sẽ được thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại, kết hợp cùng với đó sẽ là hệ mái Nhật. Nhìn vào tổng thể công trình thì chúng ta thấy là mọi thứ rất là hiện đại, đường nét thì tối giản và có cảm giác vừa vặn, gọn gàng cũng như rất là ấm cúng. Nếu như quý vị đang lên ý tưởng tìm kiếm công trình cho tương lai chúng ta sẽ thi công xây dựng thì hoàn toàn có thể tham khảo một công trình nhà vườn như thế này. Bởi vì thường thì nhà vườn sẽ mang đến cho chúng ta một cảm giác rất là gần gũi với thiên nhiên, cũng rất là thích hợp với những ai thiên hướng nghỉ dưỡng. Xung quanh thì có thể trồng trọt thêm nhiều cây xanh che bóng mát, cũng như là mang đến cho chúng ta một môi trường sống nhiều sinh khí hơn. Với góc nhìn ở bên hông thì quý vị thấy là công trình này có chiều sâu cũng tương đối lớn. Và để giảm bớt đi cảm giác đơn điệu thì chúng tôi có thiết kế sảnh phụ nè quý vị. Nhìn vào chúng ta thấy là có khoảng thở cũng như là có điểm nhấn. Kèm với đó sẽ là hệ thống bồn hoa. Bồn hoa thì sẽ được thiết kế ôm lấy phần chân đế của công trình nè quý vị và trải dài theo đúng với chiều sâu luôn, cho nên là sẽ mang đến một khoảng không gian rộng rãi để chúng ta có thể trồng trọt một số cây xanh hoặc là hoa như hình ảnh thiết kế 3D chúng tôi thể hiện ở đây. Rõ ràng là khi mà công trình có mảng xanh đang cài với những yếu tố thiên nhiên như thế này thì chúng ta cảm giác rất là dễ chịu, mang đến tính thư giãn cũng rất là cao. Bàn về vị trí sảnh phụ thì ở đây nó không chỉ giữ vai trò điểm nhấn mà còn là nơi để chúng ta di chuyển, kết nối tốt hơn giữa khoảng thiên nhiên bên ngoài với bên trong ngôi nhà của chúng ta và cũng là giải pháp về việc đối lưu không khí lấy vào ánh sáng tự nhiên. Hệ bậc ở công trình này sẽ là bậc 5 cấp với tổng kích thước chiều cao là 0,75m, nó tạo nên được sự cân bằng với hệ mái Nhật bên trên.
Phần cột thì cả sảnh chính và sảnh phụ đều sẽ là cột vuông, rất là chắc chắn. Tại đây chúng tôi có thiết kế vị trí rãnh cột nè quý vị, và sơn phủ gam màu nâu. Màu sắc này cũng là màu sắc điểm nhấn mà chúng tôi sử dụng cho phần tiếp giáp với mái cũng như là phần tiếp giáp với sàn ở đây. Cách mà chúng ta lặp đi lặp lại một màu sắc cho những vị trí nhất định cũng là cách thức để tạo nên sự kết nối ăn nhập về phương diện màu sắc. Còn các vật liệu trang trí vào ốp lát thì chúng tôi sử dụng hợp lý. Quý vị thấy là phần chân đế của công trình ở đây sẽ là đá tự nhiên. Còn những vị trí chẳng hạn như là bên trên của ô cửa sổ thì sẽ là gạch Việt Nhật. Tất cả đều là những gam màu rất là dịu mắt, cho nên khi mà nhìn vào công trình chúng ta thấy được cảm giác dễ chịu cũng như rất là hài hòa. Vị trí tường thì chúng tôi sẽ tiến hành thiết kế kẻ chỉ âm, khoảng cách quý vị thấy là vừa phải và tất cả thì sẽ song song thẳng đều với nhau. Đây cũng là một cách làm đẹp mà chúng ta có thể tham khảo cho công trình của mình. Một góc nhìn khác quý vị, đây là góc nhìn từ trên nhìn xuống. Chúng ta thấy được vị trí của các lớp mái giao cắt với nhau rất là đẹp. So với nhiều công trình truyền thống, thường là chúng ta thấy ngày xưa thiết kế mái khá là đơn giản, chỉ là một khối mái hình tam giác chụp xuống công trình. Nhưng mà như vậy thì nhìn vào sẽ khá là đơn điệu. Ngày nay thì những thiết kế chúng tôi đã có sự tính toán để công trình của chúng ta trở nên thu hút hơn. Chẳng hạn như cũng là góc nhìn chính diện nè quý vị, các lớp mái lớn bé giao cắt với nhau và vị trí của mái sảnh cũng sẽ rất là thu hút. Tương tự như vậy thì tổng thể công trình này ở nhiều vị trí chúng tôi cũng tính toán để đảm bảo là tạo nên được một tỷ lệ về mặt hình khối, hài hòa. Khi đó nhìn vào công trình thì chúng ta thấy sẽ cực kỳ đăng đối. Ở vị trí sảnh chính và sảnh phụ của công trình quý vị thì chúng tôi sẽ sử dụng đá granite để ốp lát. Phần đá granite ở đây sẽ là nguyên mảng lớn, cho nên khi mà chúng ta sử dụng nó sẽ không có những đường rôn nối, tạo nên một cảm giác rất là liền mạch và nâng cao tính thẩm mỹ cho công trình của chúng ta. Với một góc nhìn xa hơn, quý vị sẽ quan sát được thiết kế của hệ thống cổng và tường rào. Tổng thể thì rất là chắc chắn. Phần cánh cổng ở đây, 4 cánh, với chất liệu là sắt sơn tĩnh điện. Tường rào thì được tạo nên những khoảng thoáng nhất định nè quý vị, để cho công trình của chúng ta trở nên là không bị ngột ngạt, cũng như là không che mất đi vẻ đẹp của công trình chính ở bên trong. Về kích thước của cổng thì chúng ta cũng cần lưu ý, đặc biệt là đối với những gia đình mà có sử dụng ô tô thì chúng ta cũng cần phải tính toán kích thước như thế nào để việc mà chúng ta di chuyển ô tô vào ra thoải mái. Cũng sẽ có thêm một sự lựa chọn cho quý vị nữa là chúng ta thiết kế cả hai vị trí cổng, một vị trí là cho việc đi bộ và một vị trí là cho các phương tiện giao thông vào ra. Điều này thì quý vị có thể trao đổi từ đầu với đội ngũ kiến trúc sư để đội ngũ kiến trúc sư có thể đưa ra được phương án thiết kế tối ưu phù hợp với nhu cầu sử dụng của cả gia đình. Đó là những chia sẻ của chúng tôi về phần 3D ngoại thất. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin cụ thể hơn có trong bộ hồ sơ mà chúng tôi gửi đến cho quý khách hàng. Sẽ gồm có hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, kết cấu, điện nước và dự toán. Với hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, những nội dung chính sẽ bao gồm có về định vị công trình, là quý vị, bát trạch, bố trí nội thất, các trang mặt đứng, mặt cắt, chi tiết của các hạng mục như là nhà vệ sinh, rồi tiếp đến là cửa nè quý vị, và lát sàn, vân vân, rất là cụ thể và chi tiết. Với mặt bằng định vị công trình, một lần nữa chúng ta sẽ thấy được tổng khu đất xây dựng, vị trí của công trình so với khu đất cũng như là vị trí của cổng. Và những nội dung tiếp theo mà chúng tôi có thể hiện ở đây sẽ bao gồm mốc tọa độ, chỉ giới đường đỏ cũng như là ranh giới khu đất. Về mặt bằng bát trạch thì công trình này thi công xây dựng cụ thể là về hướng Tây. Đây quý vị, tại hình ảnh hiện trạng thì chúng tôi cũng có đo đạc về hướng của công trình 266 độ Tây. Vị trí của bàn thờ thì đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi kết hợp với chuyên gia phong thủy sẽ thiết kế về hướng Nam, cụ thể là diên niên, mọi sự ổn định. Còn hướng bếp sẽ là hướng Bắc phục vị, nhận được sự giúp đỡ. Cũng chia sẻ thêm với quý vị là mỗi hôm sẽ có đội ngũ phong thủy đồng hành hỗ trợ cùng với khách hàng trong quá trình thiết kế và thi công xây dựng. Để với mong muốn là khi mà chúng tôi làm việc với quý khách hàng, thi công xây dựng sẽ mang đến nhiều điều may mắn và cát lành cho cả gia đình. Tiếp đến về kích thước xây dựng, chiều ngang của công trình là 11,7m, chiều sâu là 17,4m và diện tích sử dụng mà chúng tôi tính được
là khoảng 147m². Các khu vực chức năng sẽ bao gồm có phòng khách, phòng bếp ăn, phòng thờ. Công trình này có 3 phòng ngủ, trong đó thì sẽ có một phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín bên trong. Và cuối cùng sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung. Cơ bản thì về số lượng phòng ốc, các khu vực chức năng cũng như là vị trí hay là cách sắp xếp và cả bố cục không gian chúng tôi tính toán rất là hợp lý rồi quý vị. Để cho quý vị dễ dàng xem hơn thì xin mời quý vị cùng xem qua về hình ảnh nội thất, bốc máy. Đây sẽ là hình ảnh 3D cho nên là chúng ta xem cũng sẽ trực quan hơn so với hình ảnh 2D như thế này. Với về hình ảnh này thì quý vị có thể xác định được chính xác vị trí của khu vực phòng khách, khu vực phòng thờ, khu vực bếp ăn hay là các khu vực sinh hoạt riêng ngủ nghỉ và khu vực nhà vệ sinh chung. Tất cả thì quý vị thấy là được sắp xếp rất là hợp lý, ấm cúng, mang đến cho chúng ta một cảm giác là một công trình rất là tuyệt vời khi sử dụng. Về màu sắc của phần sàn, phần tường hay là vật liệu của đồ nội thất, quý vị, kể cả những thiết kế thì chúng tôi cũng đã lựa chọn thể hiện ở đây để cho gia đình có thể xem và tham khảo. Tất cả các thiết kế đều rất là hiện đại, trẻ trung và gãy gọn như thế này, cũng phù hợp với tinh thần chung ở công trình. Nếu như mà công trình của chúng ta bên ngoài, ngoại thất mang phong cách kiến trúc hiện đại, thì chúng tôi khuyến khích là bên trong, nội thất quý vị cũng sẽ đi theo phong cách hiện đại để tạo nên được một tổng thể ăn nhập với nhau từ trước ra sau và từ trong ra ngoài. Tiếp đến là vị trí của khu vực phòng bếp ăn. Quý vị thấy là bố trí một hệ tủ bếp hình chữ L ôm lấy hai cạnh của căn phòng như thế này. Ngay trung tâm thì sẽ là một bộ bàn ghế ăn, sắp xếp rất là hợp lý, tạo ra được một khoảng di chuyển để đảm bảo rằng khi mà chúng ta có thao tác, chúng ta nấu nướng, ăn uống ở đây, thì việc mà di chuyển cũng sẽ rất là thoải mái. Với khu vực ngủ nghỉ thì bên trong chúng tôi có thể hiện hết vị trí của giường ngủ, bàn làm việc, bàn trang điểm, táp đầu giường, mọi thứ thì sắp xếp rất là hợp lý, vừa vặn với diện tích của từng căn phòng. Với thiết kế của tủ quần áo thì quý vị cũng có thể tham khảo như là ở phòng ngủ này. Kịch trần nè quý vị, để mang đến cho chúng ta một khoảng không gian lưu trữ lớn. Bên cạnh đó thì sẽ có thích hợp với cả các ngăn kệ như thế này để mang đến cho chúng ta nhiều sự lựa chọn hơn về việc cất giữ cũng như là trưng bày những món đồ trang trí, sản phẩm thời trang, hay là chúng ta có thể có thêm nhiều sự lựa chọn cho việc sắp xếp bố trí bên trong không gian ngủ nghỉ của mình. Về khu vực nhà vệ sinh, kể cả khu vực nhà vệ sinh khép kín hay là khu vực nhà vệ sinh chung thì chúng tôi bố trí đều có sự tương đồng và đảm bảo là đầy đủ các trang thiết bị như là lavabo, gương soi, sen tắm đứng, toilet v.v. Quay trở lại với hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau xem đến mặt bằng xây dựng tầng 1. Với mặt bằng xây dựng thì tại đây chúng tôi sẽ thể hiện các kích thước rất là đầy đủ, cụ thể rõ ràng. Quý vị sẽ biết được khoảng cách giữa các trục, giữa các khu vực chức năng hay là giữa các cấu kiện quan trọng. Đồng thời thì chúng ta cũng sẽ xác định được vị trí của tường bao hay là vị trí của từng ngăn phòng. Với những khu vực sinh hoạt chung như là khu vực phòng khách, phòng bếp ăn thì thông thường là chúng tôi sẽ đặt cạnh nhau để tạo nên kết nối về mặt không gian. Và tại đây thì thường là chúng tôi khuyến khích không xây thêm từng ngăn phòng. Như vậy thì không gian sẽ liền mạch hơn và việc mà trao đổi thông tin giữa các thành viên trong gia đình cũng sẽ dễ dàng. Từ đó chúng ta có cảm giác là công trình ấm cúng, đặc biệt là khi mà chúng ta không sử dụng tường ngăn phòng ngay vị trí này thì sẽ giúp tối ưu hóa không gian quý vị. Thay vào đó chúng ta có thể đặt thêm một hệ lam, một tủ rượu hay là tủ trang trí. Nó vừa làm đẹp và vừa giúp cho bên trong ngôi nhà của chúng ta trở nên đẳng cấp hơn. Tiếp đến sẽ là mặt bằng xây dựng tầng áp mái. Tại đây thì chúng tôi có thể hiện vị trí để chúng ta đặt vào tét nước và thái dương năng. Còn đây là cửa lên thăm mái để giúp cho việc chúng ta di chuyển lên bảo dưỡng phần thép vì kèo dễ dàng hơn. Về mặt bằng xây dựng mái thì quý vị sẽ biết được kích thước của khoảng đua mái, cụ thể ở công trình này là 0,6m. Đây cũng là một kích thước đẹp, tiêu chuẩn để giúp cho phần mái trong công trình của chúng ta trở nên cân đối, hài hòa hơn. Ở công trình này vì xây dựng trên khuôn viên khu đất tương đối rộng rãi và thoải mái, cho nên là chúng ta thấy là việc thoát nước mưa sẽ diễn ra tự do mà không cần có thêm phần xeno thu nước âm mái tại đây. Về chiều cao của công trình thì quý vị có thể xem tại các trang mặt đứng. Chẳng hạn như là tại mặt đứng trục 17, đây là góc nhìn mà chúng ta quan sát bên hông của công trình. Tầng 1 có kích thước chiều cao là 3,9m, còn kích thước của phần mái sẽ là 3,12m.
Còn đây là trang mặt cắt AA của công trình để chúng ta thấy rõ được về cấu tạo bên trong cũng như là những vị trí mà chúng tôi sẽ tiến hành đổ sàn bê tông cốt thép, hay chúng ta biết được vị trí của các cấu kiện quan trọng trong công trình như vị trí của cửa, vị trí của dầm, vị trí của tường xây. Tiếp đến trang số 16, đây là mặt bằng của khu vực nhà vệ sinh, bao gồm cả khu vực nhà vệ sinh chung và khu vực nhà vệ sinh khép kín bên trong phòng ngủ. Với khu vực này thì chúng tôi sẽ có những sự tính toán để chỉ định ra chính xác vị trí nào chúng ta đặt lavabo, vị trí nào đặt toilet cũng như là vị trí của sàn tắm đứng, tính toán khoảng cách nhất định để đảm bảo khi mà chúng ta sử dụng thoải mái, không bị va chạm hay là vướng víu. Với khu vực nhà vệ sinh thì sẽ có một số vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là về cao độ của sàn, thứ hai là về vấn đề chống thấm, và thứ ba là chúng ta cần phải tính toán vị trí của các thiết bị điện, đảm bảo là đặt ở nơi cao ráo, tránh bị nước văng vào. Bên dưới này thì chúng tôi sẽ có các ký hiệu rất là cụ thể rõ ràng để khi mà quý vị xem đọc hiệu bản vẽ một cách dễ dàng hơn. Phần sàn thì chúng tôi cũng sẽ sử dụng gạch chống trơn để đảm bảo an toàn cho quá trình cả gia đình di chuyển. Tiếp đến trang số 19 vẫn là những thông tin cho khu vực nhà vệ sinh, nhưng đây sẽ là trang mặt đứng để chúng ta thấy rõ hơn. Bên trên khu vực nhà vệ sinh thì chúng tôi sẽ đổ thêm một tấm ran bê tông cốt thép nè quý vị, với kích thước khoảng 1,2m về chiều cao, tận dụng khoảng không gian này để làm khu vực nhà kho mini. Thì khi đó quý vị có thể sử dụng để chúng ta đặt để vào những món đồ ít khi dùng đến. Thiết kế này sẽ giúp cho cả gia đình của chúng ta tối ưu hóa diện tích không gian hơn. Thay vì chúng ta không sử dụng bên trên của khu vực nhà vệ sinh, thì quý vị phải dành ra một phần diện tích sàn cho khu vực nhà kho. Như vậy thì cũng sẽ khá là chiếm diện tích không gian. Vậy nên thiết kế như thế này hoàn toàn hợp lý và quý vị có thể tham khảo cho công trình của mình. Những nội dung tiếp theo trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công vẫn còn rất nhiều. Chẳng hạn như đây sẽ là trang mặt bằng định vị cửa để quý vị biết được tổng số lượng cửa trong công trình, vị trí ra sao cũng như là kích thước cụ thể như thế nào. Cửa chính ký hiệu D1 sẽ có kích thước là 2700 nhân cho 2700mm. Cửa đi tại sản phụ D2 thì kích thước bé hơn là 1400 nhân cho 2700mm. Và cuối cùng là cửa hậu quý vị. Ở đây kích thước chúng tôi trình bày sẽ là 930 nhân cho 2700mm. Đồng thời khi đặt vị trí của cửa thì chúng ta cần tránh để tâm của cửa chính và tâm của cửa hậu thẳng hàng với nhau. Vấn đề này thì với công trình này được đảm bảo. Rõ ràng quý vị thấy là vị trí của cửa chính D1 ở đây và cửa hậu D3 hoàn toàn lệch với nhau. Thiết kế như vậy thì nó sẽ đảm bảo về vấn đề là thẩm mỹ và thứ hai là vấn đề phong thủy trong công trình. Những trang tiếp theo thì chúng tôi có thể hiện thông tin cụ thể và chi tiết hơn liên quan đến từng vị trí cửa trong công trình. Với công trình này thì quý vị quan sát lại một lần nữa về thiết kế ảnh 3D, chúng ta sẽ thấy là cửa chính thì chúng tôi sử dụng đó chính là chất liệu cửa gỗ tự nhiên kết hợp với kính cường lực theo đúng với yêu cầu của gia đình. Còn những vị trí cửa còn lại bao gồm cả cửa đi, cửa hậu cũng như là hệ thống cửa sổ đều sẽ là chất liệu nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính. Với những vị trí mà là cửa nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính thì chúng ta có thể bố trí thêm phần khung bảo vệ. Chẳng hạn ở đây chi tiết thép đặc sẽ có kích thước là 12 x 12mm giúp bảo vệ và tăng độ chắc chắn. Khi đó thì chúng ta sử dụng cũng sẽ yên tâm hơn. Tại trang số 31 thì đây sẽ là mặt bằng xà gồ mái nè quý vị. Tiếp theo sẽ là những chi tiết cụ thể hơn bao gồm sơ đồ kèo điển hình hay là các nút. Tiếp đến là trang mặt bằng lát sàn. Với nội dung thể hiện tại mặt bằng lát sàn thì quý vị sẽ biết được chính xác là từng vị trí chúng tôi sử dụng loại gạch gì, kích thước số lượng như thế nào. Đặc biệt hơn là chúng ta sẽ còn biết được vị trí chính xác để cắt gạch trong công trình. Tùy vào từng khu vực chức năng khác nhau về diện tích, kích thước cũng như là tính chất mà chúng tôi sẽ đưa ra loại gạch sao cho hợp lý. Bao giờ những khu vực như là khu vực nhà vệ sinh, khu vực sân ướt chẳng hạn thì chúng tôi sẽ luôn sử dụng gạch chống trơn để đảm bảo an toàn cho quá trình di chuyển. Và gạch ở những khu vực đó cũng sẽ là gạch kích thước nhỏ thôi để đảm bảo là phù hợp với diện tích không gian cũng như là chúng ta không cần phải cắt gạch quá nhiều, từ đó thì sẽ đảm bảo về mặt thẩm mỹ. Chuyển sang hồ sơ kết cấu, với công trình này thì giải pháp mà chúng tôi đưa ra cho phần móng đó chính là móng đơn bê tông cốt thép. Vị trí của móng thì quý vị có thể xem tại mặt bằng kết cấu móng. Về móng đơn thì cấu tạo chúng tôi có trình bày ra cụ thể để quý vị dễ dàng xem qua. Đây là phần lớp bê tông lót móng
Tiếp theo sẽ là thép chờ cột nè quý vị, hay là vị trí của dầm móng. Những nội dung tương tự như vậy thì quý vị có thể xem lần lượt chúng tôi trình bày trong 39 trang, rất là cụ thể rõ ràng để đơn vị thợ thi công có thể dễ dàng thực hiện theo. Còn đây sẽ là bảng thống kê cốt thép để gia chủ có thể dễ dàng giám sát đơn vị thợ thi công. Về phần điện nước trong công trình thì chúng tôi cũng sẽ trình bày lần lượt thông qua các nội dung, chẳng hạn như là với mặt bằng chiếu sáng thông gió, quý vị sẽ biết được là từng vị trí khu vực chức năng sử dụng các thiết bị chiếu sáng như thế nào, số lượng ra sao. Chủ yếu ở đây sẽ là đèn đeo la âm trần. Riêng vị trí của khu vực phòng khách, khu vực phòng bếp ăn thì sẽ có thêm quạt trần đèn chùm. Và với khu vực thờ tự thì chúng tôi cũng đã chỉ định ra vị trí đi dây để lắp đặt đèn cho khu vực phòng thờ. Bên cạnh đó sẽ có thoát mùi PVC D110, đảm bảo rằng khi chúng ta có nhang khói cũng sẽ không bị ám mùi cho khu vực thờ tự. Tiếp đến sẽ là trang mặt bằng bố trí ổ cắm Internet. Từng vị trí cần sử dụng bao nhiêu ổ cắm thì chúng tôi cũng có chỉ định ra rất là cụ thể dựa trên nghiên cứu thói quen sử dụng. Từ đó chúng ta đảm bảo rằng là khi mà sử dụng sẽ thoải mái nhất có thể cũng như là tiện nghi. Với phòng ngủ chẳng hạn thì bao giờ là hai bên đầu giường nè quý vị cũng sẽ có ổ cắm để có thể sạc điện thoại hoặc là sử dụng đèn đọc sách, đèn ngủ. Còn ngay vị trí vào ra của cửa cũng sẽ có công tắc để chúng ta dễ dàng thao tác. Tương tự như vậy thì quý vị có thể xem cho những nội dung tiếp theo, bao gồm có mặt bằng điều hòa bình nóng lạnh, mặt bằng bố trí camera, chống sét tiếp địa, chống sét mái. Tiếp đến sẽ là sơ đồ, đây sẽ là sơ đồ điện nè quý vị. Và những nội dung tiếp theo nữa thì sẽ bao gồm có về việc cấp cũng như là thoát nước trong công trình. Nội dung thì chúng tôi cũng sẽ trình bày cực kỳ rõ ràng để quý vị dễ dàng xem qua. Cuối cùng sẽ là vấn đề dự toán. Dự toán thì chúng tôi sẽ trình bày rất là đầy đủ về từng hạng mục, sử dụng những gì, số lượng bao nhiêu, thành tiền như thế nào. Từ đó chúng ta cộng tất cả các hạng mục lại thì sẽ cho ra được tổng chi phí mà quý vị cần phải chi trả để xây dựng nên công trình. Có dự toán thì chúng ta sẽ chủ động hơn về vấn đề chi phí, cũng như đây sẽ là cơ sở mà gia đình có thể căn cứ vào để giám sát đơn vị thợ thi công một cách rõ ràng hơn. Như vậy thì cũng sẽ tránh những hiểu lầm, mâu thuẫn hay là cãi vã. Vậy là ngày hôm nay chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình anh Thưởng có địa chỉ tại Tuyên Quang, một công trình nhà vườn mái Nhật và được thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại, rất là chỉnh chu, công năng thì bố trí hợp lý, khoa học. Nếu quý vị cảm thấy ưa thích công trình ngày hôm nay, cũng như rất nhiều công trình khác mà đội ngũ của Móc Home đã thiết kế thi công, đồng thời có nhu cầu thì có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn. Quý vị có thể gọi điện đến các số hotline. Cụ thể các số hotline công ty chúng tôi sẽ gồm có 096-445-8888, 082-81-33333, 092-40-99999. Với những khách hàng thi công trọn gói thì chúng tôi sẽ miễn phí 100% chi phí thiết kế. Văn phòng làm việc của Móc Home hiện tại đang đặt tại Hà Nội, Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh và Buôn Ma Thuột. Quý vị có thời gian thì có thể di chuyển trực tiếp đến để gặp gỡ, trao đổi với đội ngũ kiến trúc sư và tham quan showroom vật liệu của chúng tôi. Quý vị cũng có thể nhấn đăng ký kênh YouTube Móc Home và kênh YouTube Nhà đẹp Móc Home để chúng ta dễ dàng cập nhật những video mới mà chúng tôi sẽ đăng tải. Gần như là mỗi ngày đều sẽ có các video mới quý vị, vậy nên là lúc nào chúng ta vào cũng sẽ có rất là nhiều thông tin để xem và tham khảo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.